Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do đồng chí Phạm Minh Triết, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban dân tỉnh Bạc Liêu. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phan Thành Duy. Báo cáo với đoàn, Sở Nội vụ tỉnh cho biết đến nay công tác sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu tổ chức lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức đã tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Tỉnh đã thực hiện tinh giản biên chế đạt mục tiêu giảm 10% biên chế công chức viên chức giai đoạn 2015-2021. Giai đoạn 2022-2026, tỉnh được giao chỉ tiêu đến năm 2026 phải tinh giản 5% biên chế công chức và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2022. Tuy nhiên, việc tinh giản biên chế của các cơ quan đơn vị chủ yếu thực hiện trên nguyên tắc cắt giảm theo tỷ lệ phần trăm quy định mà chưa xem xét đến tình hình thực tế của mỗi cơ quan đơn vị, nên dẫn đến việc giao biên chế chưa đảm bảo theo chức năng, nhiệm vụ và chỉ trí việc làm được phê duyệt. Trên cơ sở số biên chế sự nghiệp được giao thì biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sự nghiệp y tế chiếm gần 90% trên tổng số biên chế sự nghiệp của toàn tỉnh, nên việc cắt giảm 10% biên chế sự nghiệp theo giai đoạn là rất khó khăn, không đảm bảo theo định mức quy định của Bộ Quản lý ngành. Các bộ quản lý ngành lĩnh vực vẫn chưa ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm đối với viên chức chuyên ngành, định mức biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Đại diện các sở ngành cũng nêu lên những khó khăn bất cập của ngành. Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm là chế độ tiền lương hiện nay khó thu hút nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đối với lĩnh vực y tế, thu nhập của đội ngũ y bác sĩ còn hạn chế, trong khi khối lượng công việc cũng như áp lực cao nên dẫn đến tình trạng y bác sĩ bỏ bệnh viện công hoặc bỏ nghề. Do đó, khi thực hiện theo lộ trình tinh giản biên chế được giao sẽ thiếu nguồn nhân lực, không đảm bảo khối lượng công việc. Lãnh đạo Sở Y tế Bạc Liêu cũng đề xuất nên xem xét không tinh giản biên chế đối với ngành y tế. Đối với ngành giáo dục tỉnh Bạc Liêu thì đang tồn tại nghịch lý là có biên chế nhưng lại đang thiếu giáo viên. Nguyên nhân do một số môn học như âm nhạc, tin học, mỹ thuật, ngoại ngữ không có nguồn dự tuyển. Đối với những cơ sở giáo dục vùng sâu vùng xa khó tuyển được giáo viên. Theo quy định, đơn vị sự nghiệp không quá 2 cấp phó, trong khi có những trường học quy mô lớn, điều này tạo áp lực không nhỏ cho cán bộ quản lý, dẫn đến tình trạng cán bộ ngại đảm nhiệm vị trí lãnh đạo trường học. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thanh Duy tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu và thành viên trong đoàn, đồng thời đề nghị Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thiện báo cáo để gửi cho Bộ Nội vụ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chia sẻ, tỉnh Bạc Liêu đang tập trung triển khai thực hiện công tác nội vụ và đạt được những kết quả khả quan, song vẫn còn những khó khăn vướng mắc mà tỉnh đang từng bước tháo gỡ, đảm bảo theo đúng quy định. Đồng thời mong muốn các thành viên trong đoàn chia sẻ những khó khăn vướng mắc cũng như có giải pháp giúp tỉnh Bạc Liêu thực hiện tốt hơn trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý và điều hành lĩnh vực liên quan đến ngành nội vụ. Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Triết, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế đánh giá cao tinh thần làm việc của các đại biểu, đồng thời giải đáp một số nội dung kiến nghị của tỉnh liên quan đến công tác quản lý nhà nước của ngành nội vụ và một số lĩnh vực liên quan. Những đề xuất kiến nghị của tỉnh sẽ được tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.